Xin chào các bạn và các em. Trong buổi hôm nay tôi hướng dẫn các bạn và các em cách viết phương trình dao động bằng máy tính Casio. Chúng ta cùng nhau vào nội dung của bài. Một vật dao động điều hòa với biên độ là A, chu kỳ là T. Tại thời điểm ban đầu, vật có gia tốc là A0 bằng trừ 120 m/s bình, chuyển động với tốc độ là 60 π/3 cm/s. Sau khoảng thời gian 981,75 t thì vật đi qua vị trí có ly độ là x bằng 3 cm/3 cm và ta lấy pi bình bằng 10, viết phương trình dao động của vật. Phần A, x bằng 6 cos của 20 pi t cộng với pi trên 3, đơn vị là cm. Phần B, x bằng 6 cos của 20 pi t trừ pi trên 3, đơn vị là cm. Phần C, x bằng 7 cos của 10 pi t cộng với pi trên 4, đơn vị là cm. Phần D, x bằng 7 cos của 10 pi t trừ pi trên 4, đơn vị là cm. Như vậy thì so với ví dụ trước thì ta thấy ví dụ này các omega của nó là khác nhau nên ta không thể chọn được ra cái giá trị omega được mà bắt buộc chúng ta phải đi tìm omega. Thì ta thấy như sau. Ở đây ta có 981,75 t thì chúng ta có thể phân tích được thành 982T trừ đi T trên 4. Như vậy là ly độ dao động ở thời điểm T bằng 0 và thời điểm T ứng với x bằng 3 căn 3 này thì nó vuông pha với nhau. Ta dễ dàng chứng minh được là 1/2 MV0 bình bằng 1/2 KX bình. Từ đấy ta suy ra omega bằng V0 chia cho X. Ta biết V0 của nó rồi, bằng 60 π/3. Còn X đây bằng 3 căn 3. Ta tiến hành chia và ta tính ra được bằng 20 π, đơn vị là radian trên giây. Là ta thấy được rằng đó là x0 thì bằng trừ a0 trên omega bình. Ta biết a0, ta biết omega rồi thì ta tìm được ra của nó bằng 0,03, đơn vị là mét. Ta nhận thấy là x0 thì lớn hơn 0. Đúng nhỉ? Dựa vào đường tròn lượng giác thì ta có thể biểu diễn như sau. X0 lại nhận giá trị dương, vậy suy ra x0 có thể nằm góc phần tư thứ nhất hoặc góc phần tư thứ tư. Thì đảm bảo làm sao cho x0 lớn hơn 0 và tốc độ của nó là giá trị dương. Mặt khác thì ta lại thấy rằng là ở thời điểm T thì ly độ của nó bằng 3 căn 3, đơn vị là cm và lớn hơn 0. Ta thấy rằng là hai dao động này nó vuông pha với nhau. Nếu như x0 ở vị trí này thì ta lại thấy là x sẽ ở vị trí này thì dẫn đến vô lý. Vậy thì bắt buộc đó là x0 nó phải nằm ở góc phần tư thứ nhất thì mới đảm bảo cho x nằm ở góc phần tư thứ tư. Từ đó ta thấy rằng nếu như x0 nằm ở góc phần tư thứ nhất thì từ đấy ta suy ra vận tốc của nó sẽ nhận giá trị âm. Vậy từ đây chúng ta suy ra là V0 bằng trừ 60 π/3, đơn vị là cm trên giây. Ta đã có giá trị x0 của nó bằng 3, V0 bằng trừ 60 π/3, omega thì bằng 20 π. Như vậy đây là một phương trình số phức và chúng ta có thể viết phương trình dao động bằng máy tính như sau. Ở trên đây là màn hình của máy tính của ta. Vậy để xuất hiện CMPLX thì chúng ta bấm mốt 2. Đấy. Sau đó chúng ta nhập số phức này vào. Ở đây ta có là 3 trừ đi phân số trừ 60 π/3 chia cho 20 π. Và ở đây chúng ta y. Vậy sau đó ta bấm Shift 23 và ta bấm phím bằng. Thì kết quả của nó sẽ ra là 6 móc của pi trên 3. Vậy là biên độ dao động của nó bằng 6 và pha ban đầu bằng dương pi trên 3 thì ta dễ thấy rằng chỉ có phương án A là thỏa mãn. Vậy đáp án cuối cùng của ta đó là x bằng 6 cos của 20 pi t cộng pi trên 3, đơn vị là cm. Bài giảng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong video tiếp theo. Xin chào.